rồi chào anh em, hôm nay mình tiếp tục video đi săn cho anh em. Đầu cũng nửa tháng nay mình mới làm video đi săn anh em ơi. Đầu nửa tháng nay bị bệnh anh em ạ, nên ở nhà không có đi săn. Hôm nay tiếp tục đi săn với mô ná Adam 12 bị tật nha anh em. Có hôm nay đi săn ở khung Adam khổ 12-19-120 nha anh em. Hôm nay mình đi săn với anh hai mình nha anh em. Đâu anh em nha. Đang ăn trưa anh em ơi. Rồi để hai anh em đi ăn xong cái săn coi có con nào không anh em ơi. Đầu nửa tháng nay chưa cầm cái ná bắn anh em ạ, không biết còn phong độ bắn trúng không nữa hay là bắn hụt không biết anh em ơi. Hy vọng mà quay được vài pha nha anh em. Rồi anh em theo dõi hết video mình nha. Nó tưởng nó rất hẳn rồi, quất cái binh luôn trời. Ủa, ra khỏi bụi tre luôn hả vậy? Hay nào tao tốn xéo quá. Rớt. Rớt. Ở ngay ức rồi mà sao nó không chết vậy? Bay xong luôn rồi. Rớt hay gì đó, ngay cái bờ lúa luôn rồi. Giờ không kể cũng bay phất mấy cây. Tại thứ này nè. Ngay cái bờ lúa đó luôn. Hai con luôn hả? Từ bòi thêm viên đó. Nó gãy cánh. Bòi anh hai. Để nó chạy á. Đừng chạy con, đừng chạy con. Sao đạn ở đâu rồi, dưới anh hai. Lâu quá không bắn nó bị ngáo. Chết rồi, trúng rồi. Hai con nha anh em. Trời ơi đi sớm giờ nhiêu cây số rồi mới gặp nè. Cái 30 cây. Chạy sớm giờ mới gặp. Bắn toàn âm mi gì không anh em ơi. Đi sớm về xa mà mới gặp được một cặp cu vằn. Bắn đừng cặp luôn. Ok không? Ok, sớm giờ âm mi không cũng bệnh luôn rồi đó. Sớm dầm bi gì cu ngói gì không à. Rồi tiếp tục. Hy vọng bữa nay sẽ được dạy pha. Không biết có con nào không. Ông ấy rồi mà. Cái gì vậy? Con gì vậy? Đâu vịt gần đâu? À dạ. Đâu? Đậm vịt anh em ơi. Vịt này tao đổ chết anh em ơi. Tao bày cái còn lại hai con. Vịt này sót ha. Đâu? Trời ơi, dịch này rồi sót bị rau vô quay ấm nhách rồi quay. Ừ. Dịch gì nó ấm như cái đường nó như dao tao bứt với anh em ạ. Rồi chị bữa nay về có mồi anh em ơi. Sớm về hát hâu rồi. Rồi được con vịt này cũng được rồi. Yeah.
Rớt. Rồi bên này ơi. Ca này khó đấy, ông đi ca này tôi xuống không được rồi, ngay đầu rồi. Ôi nó ba cái là bồn trời. Bồn cậu chứ bồn. Chụp vô bồn cậu. Ngay đầu nha anh em. Trời ơi. Vượt tối luôn. Đây. Ây da, ây da, bà hú ơi bé ơi. Buông nó té mặt cửa sao này nó ơi ghê sống luôn rồi. Đâu rồi? Đâu ai biết đâu. Dạ. Trời anh chơi anh chụp dính anh buông trời. Buông nó té mặt cửa sao này. Gắn gì vậy? Ngốc. Rồi chứ chụp mặt cửa sao té. Nó té đồn sống luôn trời. Mày chụp dính rồi mà. Dính đâu mà biết đâu, thấy dính cỏ vậy tôi buông té. Đụng hoài thấy dính rồi mày buông. Nữa đồn sống chứ. Mất hồn nó nước ừ trời. Nữa té đồn sống chứ. Mất tiêu hay gì ai. Đừng buông ngay mày. Nữa té gãy sống luôn trời. Con đợi bên đây đó cặp mé luôn với kìa nó trôi ra sông luôn. Ủa sĩ đây mày lăn xuống hay vậy mày hói trôi ra con trôi ra con. Cầm đi. Tao xuống nó bay ra. Rồi chết đó. Bắn rụng với ông chơi mà không chết. Đó, đừng coi nữa. Công nhận cỡ đi. Cù gì hao hiếm thiệt chứ. Rồi vô túi đây. Bắn trúng mánh này. Rồi chào anh em à, giờ đây là thành quả đi săn của hai anh em mình sáng giờ đây anh em ơi. Đi săn úp rồi chưa chưa tới giờ được 4 cu vằn anh em ơi. Cái này mùa đi săn ít gặp con này con kia quá anh em ơi. Cái này mùa kiểu như qua mùa chim nhiều anh em ơi. Ít lắm, đi lâu lắm mới gặp con. Ê, được 4 cụ vàng phút cuối cùng được con dịch anh em ơi, hàng khủng nè à. À, hàng khủng dịch này thì
đang làm nước sôi này, đang làm nước sôi, đang nhổ lông mới được. Bây giờ mình sẽ nhổ con này trước, chút hai anh em mình làm món nướng sa tế nha. Rồi, ok. Rồi chào anh em luôn á. Hiện tại là mình đang đốt than nha anh em. Anh hai mình thì đang tắm. Anh hai ơi. Ê, ghét nha. Ông đang tắm anh em ạ. Rồi đốt than. Hiện tại là mới trời mưa xong anh em ơi. Đây trời mưa mới mưa chứ thì còn lâm râm. Rồi đang đốt than. Rồi vịt đồ với cu vàng đồ ốp cho anh em ơi. Ngày nay ông ốp sao có thể giới thiệu được không nữa hả? À? Ừ đây ông ốp cho tôi đâu có coi. Cái gì? Nước mắm một ngọt hả? Nước mắm một ngọt, tương, tỏi ớt, sa tế, miếng miếng dầu ăn với miếng mật ong anh em ạ. Rồi, đợi nãy giờ cũng nửa tiếng gì rồi, chắc nó thấm rồi đó anh em ơi. Đây, được 4 cu dăng. Bữa nay may mắn là hai anh em mình gặp được con vịt gừng nè anh em ạ. Nãy đâu hai con nó lạc ở trong hầm. Mà thôi hai anh em mình bắt con được rồi. Vịt này cái trứng nó bị hư rồi, người ta bỏ chứ không phải là lạc anh em ơi. Nó bị dập. Ta bỏ chứ không phải hai anh em mình bắn vịt chạm thôi, anh em đừng nói gì chết luôn á. Đây trứng bị hư rồi anh em ơi. Người ta bỏ rồi. Chỗ mình ta nuôi vịt mà vịt nào bị hư hay là lao bệnh là ta bỏ cho anh em ơi. Rồi này đang đốt than. Rồi chút để có than rồi bắt dĩ lên nướng em ơi. Rồi hiện tại là than nãy giờ khò nó cũng nóng rồi em ơi. Ủa quá nóng nè. Rồi thịt đồ ướp cũng thấm rồi, để lên nướng anh em ơi. Hơi bị ngon luôn. Tại trời mưa thì sớm tính nướng ở dưới anh em. Mà mưa rồi chắc này tính nướng trên đây anh em ơi. Rớt gì ạ? Gà chút xíu. Thôi như vậy. Quạt ra ngoài ơi. Gần rồi xíu. Rồi hồi để nó chín rồi ăn gì đó. Ăn để dục sâu. Thầy được chấm đây em ơi. Nước chấm này là nguyên liệu muối, đường, bột ngọt, tiêu, ớt với chanh nha anh em. Nè cho thêm tiêu không trời? Ừ, mình lâu lâu mình đổi cho nó khác khác chút. Ăn tỏi hoài đâu đâu gà vô nó gà vậy, gà vô nghe. Dạ. Cái dĩa nó cắt đó. Ăn tỏi hoài là đâu có được anh em mình. Bớt cái lúc cái con bẻ nhẹ cái gà. Từ đâu đổi không vậy. Thank you.
rồi hiện tại dịch với cu đồ anh em mình nướng chín cho anh em ơi, rồi giờ cắt ra hay gì anh em ơi. Hay tối anh em không cảm cho anh em chắc ngày chạy cũng tối tối anh em ơi, nóng quá nằm mấy 6 giờ. Không kinh nghiệm nóng không, quá trời nóng luôn chứ. Đầu nửa tháng nay chưa có đi săn anh em ơi, nửa tháng nay bị bệnh ho sổ mũi ở nhà mà không có đi săn, bữa nay đã đỡ chút rồi mới đi săn nè anh em ơi. Cứng quá anh em ơi, nước gì à? Dạ. Nước gì chảy à? Mình nướng gì nó ngọt, nó còn nước chứ sao? Chứ mình cắt ra thì nước nó khô rồi. Vậy là ăn nó mềm trong ngon. Bữa nay không có con vịt đầm ốp rồi. Sáng âm bi không con? Sáng vẫn âm bi không anh em ơi. Rồi chào anh em ha. Hiện tại dịch và cu đồ nướng chín cho anh em ơi. Rồi. Muối nãy tinh hồng để tỏi mà anh hai mình không hết tầng tỏi, kêu để vô nè anh em ơi. Tỏi ăn cho nó hôi nách đồ. Rồi. Ăn thử đây ngon không? Yêu miếng thịt vịt nha anh em. Quét vô. Đây là cá anh em nha. Rồi ấm. Tới rồi tôi ơi. Ngọt. Ngọt không? Quá phải. Mưa tới rồi, mưa tới rồi. Chắc ngày mới trời mới tạnh mưa nên mới. Vô. Rồi vô. Trời chắc ngày mới tạnh mưa cái nên hai anh em mình dọn xuống đây anh em ơi, cho nó sáng sáng. Đi theo anh em ơi. Rồi. Rồi. Được không? Không ra, không ra, hôm nay ăn lại không quá. Không chưa? Tay sạch không? Rồi giờ tới mình anh em ơi. Cái miếng nào miếng này nè, cái này cái ớt hả? Đây, cái chấm vô đây nè. Tôi ăn nhiều hồi nách quá, hồi ăn cái ít hôm sau nè. Rồi mời tất cả các bạn ăn miếng vịt với mình ha. Thơm, giòn anh em ơi. Ngọt quá ngon nè mày. Nữa nè, thích nè anh em. Rồi mà anh em cục hạt vịt với mình nha anh em. Vừa chín nó mềm à, nướng cái cắt ra rồi nướng nó khô gan à. Nướng gì nó mới mềm. Ngon. Bữa nay may mắn phút cuối cùng gặp con vịt anh em ạ. Không có vịt là dắt hắt hưu luôn. Đâu kèm miếng dây em vô ai. Rồi mà anh em ăn kèm miếng dưa heo nha anh em. Rồi ăn thử cua giặt luôn anh em ơi. Ăn thấy làm được quá. Rồi chấm nè anh em.
Mẹ không để tỏi, mình hai kêu để tỏi vô để của anh em ơi. Để tao ăn thôi, mẹ ăn dữ rồi. Ăn nãy giờ có 1, 2, 3 miếng à. Nè, rồi mà anh em ăn miếng cua dặn mình nè. Bữa nay bắn được 4 cua dặn phải không? Hình như 4 con hay vậy? 4 con. Sáng mở hàng cũng khá là nhiều anh em mà không bị không? Sáng bắn trúng khá nhiều anh em ạ, không bị không? Giòn. Rồi, qua cắm nè. Rồi, mà anh em ạ. Ngoài lên mà. Rồi video mình xin tạm dừng tại đây anh em ơi. Anh em xem video mình hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Đằng mình có động lực ra nhiều video hơn nha anh em. Rồi tạm biệt anh em ơi. Ba anh em nha. Ba anh em nha. Sớm giờ ăn no quá anh em ơi. Con vịt nhờ con vịt ăn no anh em ơi. Phải không con vịt đói rồi. Rồi hẹn anh em vào clip tiếp theo nha anh em.